lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Đây chính là cái giai điệu đã ám ảnh tôi suốt mấy ngày nay. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Trời đất ơi, mà không những là lần đầu tiên có trong mì tôm đâu nha, còn là lần đầu tiên có trong trà sữa chân châu, có trong chè hay còn có trong bánh đồng xu phô mai. Lần đầu tiên trái thanh long xuất hiện trên kênh của Gen Nguyễn sẽ như thế nào? Lần đầu tiên trái thanh long có trong gói mì tôm. Đây đây, cái mì đang làm mưa làm gió mấy bữa nay đây. Hôm nay mình thử ăn hương vị hải sản chua cay. Mở ra bên trong thì wow, cái bát mì có cái màu hồng hồng của thanh long đỏ đẹp ghê luôn á mọi người. Bên trong này thì có hai gói gia vị, một gói là hành có bắp nữa nè, rồi một gói là một cái gói sốt chua cay. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước sôi vào để cho đúng với chất mì tôm thanh long. Thì bây giờ mình sẽ cắt một lát thanh long đỏ và cho vào bên trong tô mì luôn nha. Từ nhỏ tới giờ thì đây là lần đầu tiên mà tôi dám cho thanh long vào trong một tô mì, nhưng mà không sao, có người thử trước cho tôi rồi. Anh ơi, dậy, dậy ăn sáng nè. Em có làm đồ ăn sáng cho anh nè, dậy ăn sáng đi. Anh lên. Nghe chứ đi. Đây, đồ ăn sáng của anh đây. Trời ơi, món gì nè em? Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Trời ơi, nhìn cái tô mì mà lem hết sức luôn á mọi người. Có thêm cái màu thanh long đỏ nữa là càng đẹp hơn. Nhờ chồng thử trước mà sao nhìn cái mặt quá là nhăn luôn vậy nè. Đã vậy còn lắc đầu ngao ngán nữa chứ. Liệu rằng tình nghĩa vợ chồng có tan nát ngay từ đây? Cho nên là mình cũng sẽ thử ăn cái gói mì này xem ra sao. Theo như mình thấy thì cũng ngon chứ bộ. Chua chua, cay cay, rất là hợp khẩu vị của người Việt mình luôn. Trừ cái việc mà tôi cho thanh long vào tô mì nha, nó rất là thảm họa luôn. Thôi để thanh long ăn tươi sẽ ngon hơn. Nhưng mà chưa dừng lại tại đó, lần đầu tiên trái thanh long có trong gói mì tôm thì tại sao lần đầu tiên trái thanh long lại không có trong những thứ khác ta? Nói là làm, cho nên ngày hôm nay tôi quyết định sẽ cho trái thanh long lần đầu tiên xuất hiện trong trà sữa chân châu và còn nhiều thứ khác nữa. Đầu tiên mình sẽ múc cái phần ruột của quả thanh long đỏ và cho vào dầm dầm nhuyễn ra như thế này. Một gói bột năng, đố mọi người biết là sẽ làm gì với gói bột này đây. Ai mà theo dõi mình thường xuyên á là biết cái món này mình rất là hay làm luôn đó nha. Cho bột năng ra rồi thì bây giờ mình sẽ nấu sôi cái hỗn hợp nước thanh long dầm của mình cho đến khi sôi thật là sôi, đổ vào bên trong bột năng. Lúc này thì khuấy đều cái hỗn hợp bột và nước sôi này lên, thế là những cái bột năng này nó kết dính lại với nhau. Mình trộn cho thật đều tay, cho thêm một ít bột nếu như mà bột quá lỏng, cuối cùng là được cái cục này nè. Cho bột ra một cái khay khác, sau đó thì bây giờ mình sẽ xoa xoa những cái viên bột này thành những cái viên tròn tròn như thế này để làm chân châu thanh long. Lần đầu tiên trái thanh long xuất hiện trong chân châu cũng vui phết luôn á mọi người. Thiệt ra là cái chân châu thanh long này đã có rất là nhiều người làm từ trước cho tới giờ rồi, thì lần này có gì ngại để mà mình thử lại thêm một lần nữa đâu. Sau khi mà mình đã làm xong chân châu, đợi nước sôi thì mình sẽ thả chân châu vào và luộc nha. Đến khi mà mấy em chân châu nó nổi bồng bềnh lên như thế này nè, vớt và cho vào một tô đá. Thiệt ra là tô nước lạnh là được rồi nha mọi người, không cần nhất thiết là phải một tô đá đâu. Lúc này là mọi người đã nhìn thấy những viên chân châu bắt đầu đẹp rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cho mấy em nó ngâm ở trong nước đường để cho nó có vị ngọt. Trời đất ơi, nhìn xem nè, nó đẹp nhất cái nách luôn á mọi người. Cái màu hoàn toàn tự nhiên nhưng mà siêu mê luôn á cả nhà. Đã vậy còn có mấy cái hạt thanh long nữa cưng xỉu. Bây giờ thì mình sẽ mua trà sữa về và cho trân châu thanh long vào bên trong ly trà sữa này nha. Múc một muỗng cho vào trong cái ly trà sữa là nhìn cái ly trà sữa nó đẹp hơn hẳn luôn á cả nhà. Đúng là trân châu nhà làm có khác, vừa tươi vừa ngon lại còn vừa dai nữa. Uống một hơi, trời đất ơi, nó đã ơi là đã. Thì nói chung trà sữa là ngoài tiệm bán cho nên tôi không có review gì thêm. Còn cái trân châu của mình thì nó dai dai, dẻo dẻo và thơm thơm mùi thanh long. Đặc biệt là có cái màu rất là đẹp mà hoàn toàn tự nhiên nha, 10 điểm. Các bạn nghĩ thử xem, sau trà sữa chân châu thì mình sẽ cho trái thanh long lần đầu tiên xuất hiện ở đâu? Đó là một loại bánh đang làm hot trend rừng rừng mấy bữa nay luôn. Lần đầu tiên trái thanh long xuất hiện trong bánh đồng xu. Yeah, tôi đã chờ đợi cái ngày này từ rất là lâu luôn rồi. Tự làm bánh đồng xu tại nhà luôn. Mình sẽ chuẩn bị bột bánh rán pha sẵn cho nó tiện. Sau đó thì mình sẽ cho bột bánh rán này vào trong cái hỗn hợp nước thanh long mà mình đã ép ra sẵn ở cả nhà. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều cho đến khi cái hỗn hợp nước và bột nó hòa trộn lại với nhau. Rồi đất ơi, mọi người coi cái bột bánh của mình nè, cái màu hồng hồng đẹp muốn xỉu luôn á. Còn bây giờ thì mình sẽ đi cắt cái phần phô mai kéo sợi này ra nha. Dự định của Gen ngày hôm nay là làm hai cái cho nên là mình cắt bốn cái phô mai khác nhau. Còn đây chính là cái khuôn làm bánh đồng xu tại nhà mà tôi vừa mới tậu đây. Lần đầu tiên thử cái máy làm bánh đồng xu tại nhà này luôn á mọi người. Trời ơi, cho nên là rung lắm luôn á. Đầu tiên là mình phải quét một lớp bơ để bánh nó không có bị dính vô cái chảo này. Bây giờ là nó đang nóng xèo xèo rồi cho nên là mình bắt đầu cho bột bánh vào nha. Lần đầu tiên làm đó mọi người, không biết là phải cho bao nhiêu mới đủ hết trơn á. Đã vậy còn sợ bị cháy bánh nữa. Khúc này là cho cái miếng phô mai vào thấy cũng êm êm rồi đó cả nhà. Nhấn cái miếng phô mai
quay xuống không dám cho miếng thứ hai, sợ nó trào ra. Cho nên là thôi mình quyết định cho một miếng cũng được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lật qua lật lại nè. Mở ra một cái mà tao nói muốn xỉu tại chỗ, đẹp ơi là đẹp luôn á. Nhưng mà đời không như là mơ, lật lại cái mặt bên kia thì chán không thèm nói luôn trời. Cuối cùng thì mình đã làm được cái bánh đồng xu đầu tiên trong cuộc đời của mình. Tuy là phô mai nó đã chảy ra ngoài khá là nhiều và cái bánh này không hề có phô mai kéo sợi, nhưng mà về mùi vị thì rất là ngon, thơm phức luôn á mọi người. Phô mai béo, phần bánh thì thơm sữa và trứng. À đặc biệt là bánh này không có vị thanh long đâu nha mấy bà, nướng lên không nghe mùi thanh long gì hết trơn, chỉ có cái màu đẹp đẹp của thanh long thôi. Đã thử mì thanh long vị hải sản chua cay thì hôm nay mình thử ngay mì ăn liền thanh long đỏ, mì trộn spaghetti. Mở ra bên trong vẫn là một cái vắt mì siêu đẹp, hồng hồng đỏ đỏ, rất là hợp gu của tôi nha. Bây giờ thì mình sẽ cho cái gói rau củ này vào và cho nước sôi vào nha mọi người. Sau khi đã luộc mì xong rồi thì mình sẽ cho hai gói sốt vào, một gói là sốt cà chua, còn một gói là sốt spaghetti, trộn đều lên thì nhìn cái màu khá là ưng. Chưa dừng lại tại đó, tôi tiếp tục hy sinh thêm một quả thanh long, khứa khứa cái vỏ ra như thế này và lột cái phần ruột ở bên trong ra. Thật ra là cái khúc này chỉ cần lấy cái muỗng múc cái ruột thanh long ra thôi, không hiểu bằng một thế lực nào đó mà tôi đã cắt cái vỏ nó tanh banh tành bành luôn. Cho mì trộn vào ở giữa quả thanh long và thêm một lớp thanh long ở trên bề mặt. Mọi người cùng xem thành quả nè. Đúng với chất là lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm nha. Thiệt ra là cái thanh long này để trang trí thôi nha mọi người. Còn mà thanh long ăn chung với mì thì mình thấy nó cũng không đến nỗi dở đâu. Nhưng mà kiểu nó cũng không có hòa hợp gì với nhau cho lắm á cả nhà. Cho nên là mọi người cũng không nhất thiết phải thử. Tôi làm như vậy để cho đẹp, quay video lên để cho mọi người xem thôi. Không có ngon phần miệng nhưng mà được cái đẹp phần mắt thì nó cũng ok la. Sợi mì dai, mùi vị thì mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, rất là vừa ăn. Mình thích cái món này. Mọi người còn nhớ cái phần bột năng mà mình trộn với cái phần hỗn hợp nước thanh long lúc nãy làm trân châu không? Một phần thì mình làm trân châu, còn một phần thì mình sẽ xe thành từng sợi dài như thế này để làm một món chè trong ngày hôm nay. Chè này thì mình thấy có nhiều nơi gọi là chè bột lọc, còn có một số nơi thì gọi là chè bánh canh ngọt. Sau khi mà mình đã vo vo thành từng sợi bột năng thanh long như thế này thì bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc nha. Mọi người nhớ là phải nấu nước sôi rồi mình mới cho mấy cái sợi chè này vào nha. Nấu cho đến khi mà những cái sợi trân châu thanh long này nó nổi lên bền lên trên như thế này thì mình vớt ra để trong một tô nước lạnh. Đây là một củ gừng mà tôi đã cho trong tủ lạnh được chắc mấy tháng rồi cho nên nhìn em nó hơi bị teo tóp một tí xíu. Còn đây là đường thốt nốt, mình sẽ nấu hỗn hợp nước đường với gừng và đường thốt nốt. Trời đất ơi, cái khúc mà quay cái nấu nước đường này tôi quên quay mất tiêu rồi, cho nên là tới cái khúc chan vào chén chè luôn mọi người ơi. Chỉ đơn giản một vài bước như vậy thôi á là mọi người đã có ngay một chén chè bánh canh ngọt thanh long, có đường thốt nốt ngọt ngọt, ấm ấm vị gừng. Nói chung ăn cái này vào những hôm mà trời lạnh á nó cũng ngon lắm á mọi người. Mấy cái sợi trân châu thanh long của mình á thì nó dai dai dẻo dẻo, hòa quyện chung với cái nước đường vừa ngọt vừa ấm vừa nồng, thơm thơm vị gừng nữa. Nói chung đây là một món tráng miệng rất là hợp vào mùa lạnh cuối năm này luôn. Vậy thì tính ra thì ngày hôm nay lần đầu tiên trái thanh long cũng đã có trong một chén chè, vừa thơm ngon mà cũng vừa đẹp nữa, rất là đáng để thử nha. Những món mà mình đã sáng chế với thanh long từ sáng cho tới giờ thì mình đều cho chồng mình ăn thử. Bây giờ trong tủ lạnh vẫn còn nửa trái thanh long còn tươi đây, bây giờ thì mình sẽ đưa cho ổng ăn tiếp nha. Anh ăn miếng thanh long anh. Đại sư, cái gì mà thanh long hoài vậy? Thôi. Ủa anh đi đâu vậy? Để cho tôi yên đi. Và đó chính là cuộc đổ bộ của trái thanh long vào kênh của Gen Nguyễn. Nhờ có cái trend này mà mình đã khám phá ra được rất là nhiều món ngon từ trái thanh long. Vị vừa ngon mà màu còn vừa đẹp nữa chứ. Đúng là một trải nghiệm vô cùng thú vị luôn. Còn bây giờ nếu mà mọi người thích video này thì đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.